Hun Hin cách thủ đô Bangkok, Thái Lan khoảng 250 km, không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng mà còn là điểm đến thú vị của các tín đồ mê shopping. Tại Hun Hin có rất nhiều chợ đêm sầm uất vì giá cả phải chăng và chất lượng tuyệt vời. Khu chợ đêm Cicada tọa lạc trên đường Takia thường họp vào thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần, nhưng thu hút rất đông du khách đến tham quan và mua sắm. Khoảng 6 giờ chiều, người dân địa phương bắt đầu căng liệu bày bán các mặt hàng lưu niệm. Dưới ánh đèn vàng, các gian hàng phủ tông màu trắng làm chủ đạo, cộng hưởng với những ánh đèn được thắp sáng lung linh, tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn, huyền ảo khi về đêm. Những gian hàng được trưng bày ấn tượng, sạch sẽ với các lối đi lại dễ dàng để du khách có thể tham quan, lựa chọn những món quà mình yêu thích, tặng bạn bè hoặc người thân. Đến với chợ đêm Cicada, du khách ngoài việc dạo chợ còn có thể thưởng thức các món ăn truyền thống địa phương hoặc ngồi nhâm nhi ly nước để đu đưa theo những bài hát yêu thích do ban nhạc đang trình diễn tại sân khấu giữa chợ. Ngoài ra, ở chợ còn rất nhiều màn biểu diễn nghệ thuật độc đáo giúp du khách giải trí và thư giãn trong khi dạo chợ.